nó có hai cách để chúng ta kiểm tra. Tuy nhiên là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người hai cách, nhưng mà cái cách một này thì nó hơi khó. Mình mở cái trình duyệt lên, sau đó mình gõ cái câu lệnh là trom này mọi người, 2.2 xoẹt shift tầm, mình enter, rồi mình cứ nhấn vào cái phần mở rộng nè mọi người. Tuy nhiên là với cái cách này á, thì chúng ta sẽ rất là khó xem, rất là khó xem. Ví dụ như ở đây mà mình là một cái người khá là rành về máy tính đó, thì chúng ta sẽ mình nhấn cái phím Ctrl F mọi người, thì mình gõ, ví dụ như mình gõ chữ model name đi. Model name là một cái thiết bị về máy của mình đó, coi xem cái model của nó là cái gì. Model name nè, mình gõ ra, hoặc là mình gõ chữ shift tầm, hoặc là mình gõ luôn chữ CPU này mọi người, CPU, thì nó sẽ ra rất là nhiều thông tin. Tuy nhiên là chúng ta nhìn những cái đoạn code này nó sẽ rất là rối mọi người, sẽ rất là rối, rất là rối. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách hai. Trên mạng không có thông tin nhiều về trơm múc, cho nên là chắc chắn là những cái bài của mình nó sẽ đi lên đầu và mọi người sẽ rất là dễ tìm. Thì nó như là một cái thiết bị Android bình thường mọi người. Chúng ta sẽ nhấn vào cái ổ khóa nè, vào chỗ cái cục pin mình á, cái chỗ wifi mình á, thì chúng ta nhấn vào cái biểu tượng bánh răng. Đây là cái biểu tượng cài đặt trong công nghệ thông tin. Thì chúng ta thấy là nó có đầy đủ thông tin kết nối mạng, Bluetooth, thiết bị kết nối, thiết bị pin. Bây giờ mình sẽ vào cái phần cuối cùng là phần giới thiệu về Trom OS. OS là viết tắt của chữ Operation System, nghĩa là hệ điều hành nha mọi người. Để mình đọc cái chữ Trom OS, cái mọi người không biết Trom OS là cái quái gì nữa. Ví dụ như nó là Windows thì nó sẽ là thường Windows của mình nó gọi là Windows OS á, hay gọi là hệ điều hành Windows. Còn đối với ví dụ như iPhone thì chúng ta có iOS, nghĩa là hệ điều hành của iPhone. Còn ví dụ như là MacBook thì nó có ví dụ như là Macintosh hay là Katana gì thì quá nhiều. Macintosh là của bên mã nguồn mở nha mọi người. Macintosh là của Apple mình á. Còn ví dụ như Linux nè, Ubuntu nè, nó rất là nhiều. Cho nên là mọi người nhớ cái chữ OS, nghĩa là cái hệ điều hành á, nó viết tắt của chữ Operation System. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần chẩn đoán nè mọi người. Chẩn đoán, kiểm tra pin, CPU, bộ nhớ, khả năng, nó có rất nhiều thông tin này nằm bên đây hết. Điển hình như chiếc máy này chúng ta thấy là được sử dụng pin, thời lượng pin rất là trâu, xài cả ngày nha. Sử dụng cái con chip CPU nữa nè, CPU Intel Core i3-8130U, xung nghiệp nó là 2.2. Đó, ở dưới nó sẽ là bộ nhớ RAM nè, RAM nó là 8GB. Nó hiện cái thông tin đầy đủ ra cho mình, thời lượng pin, thời lượng CPU, bộ nhớ. Nhưng mà ở đây nó bắt đầu mình muốn xem tiếp thông tin nữa thì mình sẽ vào phần bàn di chuột, thiết bị, rất là nhiều thông tin để coi. Mình vô cái phần bộ nhớ. Bộ nhớ nè mọi người. Bộ nhớ thì chúng ta sẽ vào cái phần quản lý bộ nhớ. Thì chiếc máy này thì bộ nhớ của nó là mình sẽ cộng hai cái bộ nhớ này, nó để là được dùng là 14.8. Còn có sẵn hiện tại là đang còn trống là 17.2, nghĩa là dung lượng bộ nhớ này chỉ có 32GB thôi. Thì mọi người cũng đừng thắc mắc là tại sao nó nhiều như vậy. Giống như cái điện thoại hay là cái tablet của mình á, dung lượng nó rất là thấp. Chúng ta hầu như là chúng ta sẽ sử dụng trên hệ thống đám mây hay còn gọi là sử dụng cloud á. Cho nên là mọi người lưu ý cái vấn đề này. Ngoài ra thì ưu điểm của nó là chúng ta có thể chúng ta extend, nghĩa là chúng ta gắn một thiết bị rời bên ngoài để chúng ta sử dụng, tăng cái dung lượng bộ nhớ. Ví dụ ai mà chat chip nè, Zalo nè, Viber nè, WhatsApp nè, Facebook nè, tất tần tật những cái ứng dụng cài nhiều thì chúng ta sẽ nâng cấp lên. Nó y chang điện thoại của mình thôi mọi người, không có vấn đề gì hết.